Biếp bóng cát mẹp trái tờ ai khá ấn đập bấy store data chẳng muốn nâng dương bóng cát mẹp trái tờ ai khá ấn nhưng trái bóng cát user chỉ muốn sẵn Nicky chip tiếng bar theory, you say computer. Chung with the honey, some chapram card user mood yet. But Mr. Long user lock for long. Night. Password mỗi bị bay bay nhưng mà như giờ mối nhưng mà lóng tọ máu nhưng chập ra do user nhưng mà sầm bô tay mà đòn chứ hay nhầm bắt hay chập ra bằng card folder và nhưng mà các folder đi nó không folder store profile ô thay nhưng mà các folder mới tiết cho một thà long tao mà tiết nhưng share folder này ơi user long chẳng nhưng remove everyone child nhóm add user long nhóm vai bị long máu hay nhóm check name rồi chạy máu ấy ok full control mà ok 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 mà mình tạo mod nhưng nhập làm tại thuê nó lưu client chẳng là rõ cả để dùng một cái user lưu server nâng folder xe này cần lưu window vì bọn bay server này tôi mong dân chập ram tại thuê nó lưu mà xin client mình ní cứ chia window speak client bà chẳng nhầm tất cả add svi muối add web trái p server màu và nhầm bạc explorer chắc là lần này miền tây chạy trái C nâng trái D thế là để lên Windows Speed hoặc là ăn chẳng nhưng chụp ra một cái map này vượt trái mỗi đại tam vi chẳng cho được tool do map này vượt trái còn tao mong nhưng chưa được một trái đây nhưng mà trong một cái chỉ map chẳng trái với miền trên P miền giật miền vai miền đây chẳng mỏi chẳng ưu thông chơi đâu cho trái âm mùi chẳng máu và tọa máu lại ní cứ dùng brow tới can server rước cứ dùng vai path do tại đó các bạn mình thay dùng score chung một sinh server hai nắng chung một folder dùng chẳng xe mà folder long chẳng tờ phần tác lại ní nhầm một đăng thay server một sinh server chung một tỷ chẳng nhầm lục cháu cứ nhầm brow vì do tại mà đó nghĩ sửa chiến và chân cho tạm hạt bảo hiểm áo nên không xin server cứ PDC và xong chạm tích chân đoàn tiết chân lại nhầm nhầm xây do tay mà đoàn máu cứ PDC hay bệnh sẽ làm một chết cứ chung mua vô đời dòng nó sẽ cứ lòng và chắc nhầm chụp làm phim ní chẳng ní vì ai dừng lock cho admin chắc nhầm vài biệt hả administrator
ហើយដាក់ password របស់ administrator គឺជា user របស់ server ហើយនេះគឺជា password របស់ server អូខេឬកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះ user យើងក៏បានដែរមកយើងដាក់ user long log ចូល user long ហើយ password នេះ user យើងបានសេឲ្យទៅបាទសូមរងចាំបន្តិចទីទៀតវាលោត map drive មកនេះគឺជា drive ដែលយើងបានបង្កើតឡើងខ្ញុំសូម close នេះចោលបាទនេះគឺជា drive អឹមអញ្ចឹង drive នេះគឺតំណាងឲ្យ drive ប៉ុន្តែ drive ដែលនៅលើ client នេះវាស្មើនឹង folder នៅលើ server ដែលយើងបង្កើត folder ឈ្មោះថា long មានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំ share ប្រសិនបើខ្ញុំ store data នៅក្នុង drive មួយនេះវាមានន័យថាយើង store data នៅក្នុង folder នៅលើ server ឈ្មោះថា long ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសម្បើវាមកអូរថាខ្ញុំបង្កើត folder 1ឈ្មោះថា testing ខ្ញុំ rename វាទៅឈ្មោះថា Mr អញ្ចឹងចាហើយឈ្មោះថា data long អញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅលើ serverនៅក្នុង folder long នេះក៏មាន folder មួយនេះឈ្មោះថា data long ដូចគ្នាហើយយើងមិនជឿទេខ្ញុំចាប់បានបង្កើតនៅក្នុង folder long នេះនៅលើម៉ាស៊ីន server ខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតឈ្មោះថា server send to you បាទខ្ញុំបង្កើត folder តប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុង map drive m នៅលើ client ក៏វាមានឈ្មោះ folder ដែលយើងទៅបង្កើតដែរ server send to long បាទអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងធ្វើ map drive តាមរបៀប CV នេះគឺវាមិនមាន security ប្រមាណទេករណីដែលយើងយក user ហ្នឹង user long ទៅ log ចូលនៅម៉ាស៊ីនផ្សេងនោះ map drive m ដែលយើងទៅបង្កើតហ្នឹងវាមិនរត់ទៅតាមជាមួយទេមិនថាវាមិន log ទៅតាមលើម៉ាស៊ីនដែលយើង log ទេបានន័យថាយើង log ចូលម៉ាស៊ីន1តើយើងធ្វើ1 log ចូលម៉ាស៊ីន1តើយើងធ្វើ1អញ្ចឹងតាមរបៀបនេះវាមិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើ network drive ទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសិនចង់ផ្ដាច់ connection វិញគឺយើងមកសំដៅលើវាយក disconnect អញ្ចឹង disconnect ហ្នឹងមកថាយើង disconnect ចេញពី drive web drive ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត web network drive តាម service ទៅបានបញ្ចប់